trong vòng 1 tháng à? Bây giờ được hơn tháng rồi, em uống thuốc được 10 ngày rồi. Uống thuốc được 10 ngày. Em làm ở spa nào thế? Nó cho Hoài Sinh ở bên Hà Nội, à bên Ngô Gia Tự. Tức là đầu tiên mong muốn của em là em muốn kiểu tẩy nó cái nám đi gì? Vâng. Cái nám trước kia của em có bằng khoảng tầm độ Em 50% như này không, không? em chỉ vài lốt đây thôi. Thế vài nốt thì em chỉ làm chỗ đấy thôi chứ, tại sao lại làm cả Thế mặt mình như không này? hiểu được nó. Nếu mà như này thì nó thật là vô lý. Tại vì là nếu em chỉ bị vài nốt ở mặt thì người ta chỉ điều trị vài nốt đấy thôi chứ ai người ta làm được cả cái mặt em như này. Đấy, thì nó bảo là em bảo là thế thì nó bảo là làm như thế lúc bong ra lúc trắng chỗ đen thì trông chị xấu lắm. Tôi làm toàn bộ mặt luôn. Vâng. Thế trước khi làm thì họ bảo em là sẽ dùng axit để lột. Không. Họ nói với em như nào mà em đồng Đây ý? là phiêu da. Peel ra. Thế sao em không hỏi peel là gì? Tại vì nó chơi thân em nên em cũng chẳng hỏi. Đấy, bản thân để nam. Em biết peel tiếng Anh nó nghĩa là lột. Vâng. Em hiểu không? Vâng. Nó dùng từ peel thì nó nghĩa là lột. Vâng. Nhưng bởi vì em không hiểu từ đấy em phải hỏi nó là peel tức là bạn làm thế nào chứ? Bạn dùng máy bạn chạy hay là bạn dùng cái Nó chỉ dùng cái đấy bôi xong về nó lột người ta xong nó đưa cái tế bào gốc cho mình bôi, nó bảo thế. đấy, đấy mới đáng sợ ấy. Dùng tế bào gốc để bôi. Đây này, vùng mũi của em như thế này có nghĩa là thành sẹo rồi. Em thấy nhìn này, nó thành sẹo rồi. Vâng. Cháy ra và em thành sẹo. Cái này bọn anh gọi là bỏng axit em ạ. Nó không Vâng. khác gì bị tạt axit ấy. Vâng. Tất nhiên là nó không có mạnh như kiểu là em bị tạt axit nhưng mà nó cũng không khác gì cả. Vâng. Cái axit này nó sẽ làm bỏng toàn bộ cái bề mặt da của em và xuống sâu đến lớp hạ bì em ạ. Vâng. Có một số trường hợp nó sẽ hoại tử toàn bộ bề mặt da của em và bóc toàn bộ lớp mặt da. Cái lột da này là một phương pháp mà cổ điển ngày xưa người ta vẫn đang dùng và bây giờ bọn anh vẫn sử dụng ấy. Vâng. Nhưng mà lột thì người ta sẽ chia ra các mức độ lột khác nhau và cái đấy phải là bác sĩ làm bởi vì nó phải pha cái tỷ lệ rất là chuẩn Vâng. chứ không phải là tự nhiên mình lột đâu. Vâng. Cái việc mà tẩy nốt ruồi ở các spa với cả các tiệm bội đầu đấy cũng là dùng axit chấm vào nhưng mà axit nồng độ cao và cái axit đó nó có tác dụng là nó làm hoại tử cái tổ chức mà ruồi của những người này và Vâng. xong là bong ra ngoài. Đấy cũng là một kiểu bỏng nhưng bỏng đấy nó kiểm soát bởi vì nó chỉ ở tại điểm đấy thôi. Vâng. Cùng lắm là nó có bị bỏng xung quanh nữa thì nó chỉ lan ra thêm khoảng mỗi bên bờ khoảng tầm 0,5 cm là tối đa thôi. Nhưng của em thế này là các bạn ấy dùng toàn bộ axit bôi lên cái bề mặt da của em. Thế là nó mới thế này. Sau khoảng 1 tháng mà vẫn bị như này có nghĩa là toàn bộ cái lớp da của em bây giờ nó vẫn đang trong cái quá trình mà bị tổn thương em ạ. Vâng. Đấy, cái đơn thuốc mà bạn em kê anh nghĩ là bác sĩ em kê là chuẩn đấy, không phải là tệ lắm đâu. Nhưng mà Vâng. anh nghĩ là nó vẫn chưa đủ kiểu mạnh để nó làm giảm cái này xuống nhanh em ạ. Như Vâng. hiện nay của em thì trông kinh khủng. Nhưng mà đen như thế này thì anh nghĩ là cơ hội để em hồi phục được hoàn toàn thì nó cũng có nhưng mà nó hẹp lắm em ạ. Tức Vâng. là cái xác suất mà để cho hồi phục hoàn toàn được nó rất là hẹp. Bao lâu nữa thì em sẽ có cái việc quan trọng. Em khoảng 1 tháng nữa. 1 tháng nữa, trời. 1 tháng mà để hồi phục cái lớp da này thì đúng là quá khó ấy. Nhưng mà nếu mà mình làm đỡ được khoảng tầm độ 50, 40, 50% thì chắc là cũng khá khá hơn rồi đấy, đúng không? Vâng. Bởi vì là cái nám da em biết đâu khi điều trị cái nám da sau 1 tháng nó chỉ đỡ được khoảng tầm 30, 20, 30% thôi em ạ. Và Vâng. đấy là không bị bỏng như của em. Vâng. Phòng của em bây giờ là đang bị bỏng một cách kinh khủng khiếp luôn. Và bây giờ thì phải hồi phục cái da của em. Quá khủng khiếp. Bây giờ em còn có cảm giác rát không? Em giờ thì gần hơi hơi tan nhưng mà ngứa lắm, nó cứ như lên da lon, Đúng nó rồi. ngứa. Bây giờ em phải tránh ánh nắng nhé. Bạn em có cho em dùng kem chống Có. nắng rồi đấy. Nhưng Có. mà phải tránh ánh nắng rất kỹ. Thứ Vâng. hai nữa là cái tránh nắng của em là phải tránh cả trời mưa, cả trời dâm, cả trời nắng chứ không phải là chỉ tránh lúc mà trời nắng thôi. Vâng. Tức là ánh nắng mặt trời em phải tránh là tránh toàn bộ, tức là Vâng. trong tất cả những ngày nếu mà không phải ra ngoài thì em không cần ra. Vâng. Còn nếu bắt buộc phải ra ngoài thì em phải dùng kem chống nắng thoa Vâng. lên trên da của em trước Nó là khi ra 3 tiếng ngoài. một lần. Đúng rồi. Bạn em nói chuẩn, 3 tiếng một lần mà em phải thoa 20 phút trước khi ra ngoài. Vâng. 20 phút sau kem chống nắng mới có tác dụng em ạ, chứ không Vâng. phải là nó có tác dụng ngay khi em thoa lên trên da. Vâng. Đấy, thứ hai nữa là gì? Đối với cái da của em như thế này thì bây giờ không được đắp lá cây, không được dùng bất cứ một cái sản phẩm gì nữa Vâng. ngoài những cái đơn chỉ định của bác sĩ em phải không? Vâng. Đấy, và bây giờ để phục hồi cái da của em này thì bây giờ chúng ta phải nuôi lại cái da này em ạ. Đấy, nuôi lại một cách nào thì thứ nhất là anh sẽ cho em đơn kết hợp với đơn của bạn em bởi vì trong cái đơn của bạn em có những sản phẩm mà anh rất thích, anh thấy nó phù hợp đấy em ạ nhá. Và thứ hai nữa là cái này của em có thể dùng công nghệ laser nữa để làm cho cái thâm này của em nó đỡ dần em hiểu không? Chỉ có laser mới khắc phục được cái tình trạng như thế này thôi. Thế không tiêm dùng huyết tương được vậy? Cái huyết tương là một cách đấy, dùng huyết tương cũng là một cách đấy. Em có thể lựa chọn một trong hai, một là em dùng laser hay là dùng huyết tương, mình tách ra cái tế bào gốc của em á Vâng. xong rồi mình đưa vào trong da của Đưa em, sâu hay đưa lồng đưa vào? sâu, đưa sâu
đưa sâu ấy, tức là mình dùng máy mình đẩy vào, nó gọi là máy đẩy ion em ạ. Nào. Dùng máy đẩy ion thì nó sẽ đẩy toàn bộ cái ion vào trong cái da của em để nó phục hồi cái vùng da tổn thương này. Nói chung là anh thấy khá khủng khiếp, bởi vì là bản thân đối với cả những cái bỏng da bình thường không mấy khi nó bị như này. Vâng. Đấy, và bỏng nếu mà do cái ánh nắng mặt trời đơn thuần không thì không bao giờ có chuyện mà nó bỏng sâu và bỏng tăng sắc tố một cách gọi là tổng thể như thế này cả. Nó Vâng. chỉ thành một cái mảng tổn thương mỏng trên bề mặt da thôi, sau đó bong rồi nó sẽ tự hết. Với cái cơ chế lột chung ấy, thì nếu mà lột một cách đúng chính xác ấy, thì cái da của em nó chỉ bị đỏ thôi em ạ. Vâng. Nhưng mà ở mũi của em này là nó trượt hẳn toàn bộ ở vùng da, ở Vâng. mũi của em. Chỗ này thì chưa trượt nhưng mà toàn bộ phía trên hoại tử. Thật Đấy. là có khả năng do hôm đấy con da em nó ấy móng tay phải đấy, Đó lúc đúng nó rồi. đang bong ra thì nó Chính xác. Em cào mà phát thì cái này em phải để nó tự nhiên nhá. vâng Em đừng bóc hoặc là cạy em nhé. vâng Toàn bộ vùng này đừng bóc hay cạy gì cả. Này có lẽ là theo anh thì em có thể dùng tế bào gốc được. Cái tế bào gốc của mình ấy, mình sẽ dùng tế bào gốc theo bạn này. Trong vòng một tháng đấy mình có thể bạn có thể dùng tế bào gốc khoảng tầm độ 30 lần, ví dụ thế. Nghĩa là như nào ạ? Một tuần em làm một lần em ạ. Tiêm một lần ạ. Không phải là tiêm mà mình sẽ tách tế bào gốc ở trong máu của em ra, em hiểu không? Nó có cái quy trình tách của anh. Em tìm hiểu cái đấy rồi mà em cũng hỏi ý kiến nó, tại vì là nó cũng quen với bác sĩ Hiền ở trên viện dân dạy ở trường, giảng viên trên trường thì của mình ấy ạ, thì bác cũng có cái chương trình này, nhưng em muốn hỏi anh là kiểu nếu bây giờ làm cái đấy thì được bao nhiêu phần trăm ấy ạ? Đấy, như anh nói xong một tháng đỡ được khoảng 50% là tối đa mà, không hơn được. Sau đó thì nó sẽ đỡ dần dần. Tại vì của em này bỏng như thế này kinh khủng lắm em ạ. Không đơn giản như mình nghĩ đâu. Bây giờ nó không phải là vết bẩn vương trên một cái đồ gia dụng mà em có thể dùng chất tẩy em tẩy đi, em hiểu không? Các bạn kia các bạn ấy dùng cái phương pháp peel cho cái da của em bị nám cũng là sai rồi. Vâng. Bởi vì peel trên da bị nám không không đơn thuần như thế. Vâng. Có rất nhiều người nghĩ rằng là cái vết nám nó giống như một vết bẩn. Giống như một vết bẩn ở trên cái bát ăn cơm của em ấy, xong rồi chỉ cần dùng Rửa. một cái chất tẩy rửa đi. Rửa hoặc là một cái chất tẩy gì đấy như tẩy bồn cầu ấy, tẩy đi là nó sạch. Nhưng mà tất cả những cái đấy là hoàn toàn sai lầm, bởi vì nám của em là nám, nó có chân, nó có tế bào sắc tố phía dưới, và quá trình phát triển nám là do sự tăng sinh quá khoát của hệ thống tế bào sắc tố. Đấy, và da của em ngậm rất nhiều những hạt melanin, và hạt melanin đấy nó có nguồn gốc từ các tế bào sắc tố chứ không phải là nó chỉ nằm ở trên bề mặt da. Đấy, có rất là nhiều người đã hiểu sai cái vấn đề đấy, nhất là các bạn làm spa, các bạn ấy không có một ngày nào học về ngành y cả. Vâng. Đấy, nên là các bạn ấy phạm sai lầm là điều đương nhiên, nhưng anh nghĩ rằng chỉ khổ cho những người như bọn em thôi, anh Vâng. nghĩ thế. Vâng. Nói chung là rất sai lầm nhé em nhé. Trời ơi, anh thấy quá khủng khiếp luôn đấy. Cái này thì kinh khủng, nếu anh soi như này anh nhìn thì kinh khủng luôn. Tức là vùng da trắng đen của em lẫn lộn luôn đấy, nó không có một cái chỗ nào để mà trông nó còn là lành lành ấy. Chỉ có trừ những chỗ mà em không làm thôi. Nó làm tất đấy ạ. Những chỗ này nó đen như bên này. Đen như quanh bên này luôn đấy ạ. quanh mắt của em là không làm, Vâng. vùng da không tổn thương là quanh mắt. May là các bạn không làm quanh mắt, quanh mắt em da hoàn toàn bình thường. Vâng. Đấy, tuy nhiên là gì, cái vùng da phía dưới này thì quá khủng khiếp em ạ, cách xa cái mắt của em ra một tí. Mà cái chất mà axit này nó còn là chất bay hơi, em hiểu không? Cái chất bay hơi này là một chất bay hơi mà nếu các bạn ấy mà làm quanh mắt của em nó có thể làm tổn thương mắt của em. May là nó không làm cái chất bay hơi đấy em ạ nhá. Mong muốn của em thì anh hiểu, và bản thân anh cũng rất mong muốn là anh sẽ làm cho em thật nhanh. Nhưng mà về cơ chế hồi phục của da của em thì nó không cho phép cái thời gian quá ngắn như thế, em hiểu không? Niềm tin nó phải xuất phát từ khoa học em ạ, chứ không phải là từ mong muốn. Giống như kiểu em ấy, Thế mình muốn hỏi cho em hiểu rõ. không? Giống như em ấy, em muốn là em lột nó đi thì nó sẽ khỏi. Và bạn kia bạn cũng hiểu một cách đơn giản là như thế. Nên là các bạn ấy nghĩ rằng là chỉ cần lột đi thôi. Giống như em suy nghĩ, em bảo là nếu mà tớ mà lột thì tớ chắc là tớ chỉ làm mấy cái nốt nám thôi, tại sao cậu lại làm cả mặt tớ? Thì bạn ấy trả lời em là bởi vì nếu mà như thế thì nó sẽ loang lổ, vì thế nên tớ mới lột cả mặt bạn. Thì đấy là một sai lầm nữa. Các bạn ấy không hiểu về cơ chế. Những vùng da không có tổn thương nám thì lột làm gì, đúng không? Vâng. Đấy. Nên tại sao anh cũng muốn nói với em lâu lâu như thế, bởi vì lý do rất đơn giản, đó là em phải hiểu. Vâng. Hiểu không? Còn em làm hay không đấy là chuyện của em, đấy là quyền của em. Vâng. Còn anh là một bác sĩ thì với cương vị của anh thì anh sẽ nói những cái gì có thể, và Vâng. cái gì không thể thì anh nói là không thể. Đấy, và em sẽ tự suy nghĩ cái vấn đề là xử lý nó. Đấy. Thế thì em mới muốn hỏi là đấy, Đúng tức không? là em mà dùng thì anh theo anh là dùng phương pháp như thế nào mà Đấy, theo anh thì lại có mấy phương pháp, có hai phương pháp. Một là em dùng công nghệ laser để anh khắc phục lại nó. Cách thứ hai là em có thể dùng tế bào gốc được, không vấn đề gì cả. Tế bào gốc là một cách để nuôi dưỡng da. Còn dùng laser thì nó cũng có nuôi dưỡng da, nhưng trong đó nó có cả xử lý cái vấn đề nám nữa. Em hiểu không? Tức là nó sẽ làm giảm cái bớt sắc tố đi, những cái sắc tố này của em này.
thì những cái cách đấy cộng lại thì nó sẽ tạo nên cái hiệu quả về lâm sàng rất tốt. Phải cả hai Hoặc cách ạ. hoặc là em có thể xen kẽ, em hiểu không? Ví dụ như em làm một lần tế bào gốc thì em làm một lần laser, hai cái kết hợp với nhau thì lại càng tốt, em hiểu không? Ví dụ như thế. Thì theo anh là như vậy nhé em nhé. Còn với cái da của em như thế này thì đúng là để phục hồi nó thì mình sẽ mất rất nhiều công sức. Nhưng mà nếu em không làm điều đó thì anh nghĩ rằng sau này cái da mặt của em nó sẽ rất tệ. Rất tệ em. Nếu mà cứ uống thuốc theo đơn của viện thì là sẽ Chưa ăn thua, không. bởi vì trong đơn của bạn em nó chỉ mới giải quyết được một vấn đề ban đầu, chưa giải quyết được vấn đề phía sau. Bạn ấy mới chỉ làm chống dị ứng được thôi, mới cả giảm cái tình trạng mà ngứa rát, bỏng rát trên da của em thôi, chứ nó chưa khắc phục được cái tình trạng thực tế bây giờ em đang gặp phải, đó là cái tăng sắc tố, em hiểu không? Đấy, nên mình phải xử lý cái đó.